suất này, thì em sẽ lấy đường tiếng ra từ bộ công suất này. Đây là mạch âm sắc, volume chính này, tiếng chét, bát. Đây là nguồn 12V, 5A đối xứng. Đây là hai đường dương âm này, đây là đường output tín hiệu ra, đây là tín hiệu vào. Đây là đường dương. Đây là cái rắc đường tiếng vào. Đây là mạch chạy thẻ nhớ. Bây giờ em sẽ cấp nguồn cho bộ công suất. Cấp tín hiệu vào. Cấp nguồn cho biến áp này nữa nhé. Đây, em dùng loa này để thử. Đây, tiếng loa ra từ bộ công suất này. Bắt đầu tăng tiếng. Ủa, xe của ai đấy? Đây, giảm xuống. Tăng tiếng. Yeah.